I'm rich. Hello everybody, welcome to Heo với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì bây giờ là 1 giờ trưa ha. Là tất cả mọi người như là đang đánh tống kim hết rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho hôm nay mình hướng dẫn các bạn là luyện kinh công ha, kỹ năng kinh công. Có thể bay nhảy được. Tại vì mình tìm trên một số trang và một số diễn đàn thì không thấy ở đâu mà nó hướng dẫn cái kỹ năng luyện cái kỹ năng khinh công ha. Thì mình cũng tìm rồi mà không thấy. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn đến ông võ sư ha. Ở các thôn á, đó ông võ sư nè, nằm Ba Lăng huyện thì nằm góc này ha. Kinh công học đó, luyện phải bắt buộc từ căn bản, ngươi hãy đi đánh cột gỗ rồi xong, có kinh công thôi, có luyện cột gỗ rồi cho mệt. Ông nằm đây nè nha, rồi để mình xuống ngựa mình đánh đó, kinh công nè, đó thấy chưa. Cao ghê không? Đó. Nè. Đó, thấy ghê không? Đó, thấy ghê không? Ôi đù, bay cao ghê ta. Ôi da, bay cao dữ. Ui. Nhìn hài thiệt các bạn. Đó. U, bay lên nó đá nó kìa. Đó, u. Xong phi cước nè, đó. Ừ. Rồi, bây giờ tới phần hấp dẫn của video này ha. Đó là phần khoe của. Thì hôm qua đã ăn 2000 ăn mát cái event 2000 event luôn rồi ha. 2000 hộp event rồi. Thì còn dư một số kim cưa, số kim nè, nhưng bảo. Bây giờ trước tiên là phải đổi tiền kim thành tiền đồng cái. Rồi, đổi 2 kim ha. Bây giờ đi ăn VIP cái. Các bạn nhớ giúp mình là ngày nào các bạn cũng phải ăn VIP nha. Đó, bây giờ hiện tại mình đang là VIP 7. Gán VIP 8 thì nó sẽ có nhiều ưu đãi hơn nữa. Đây, VIP mỗi ngày ta sẽ được mua rương VIP ha. Mở ra có bình thường thì sẽ có bạc, có uy danh giang hồ, uy danh liên đấu này nọ. Thì hên thì các bạn sẽ được trang bị ngoan kim môn phái nha. Đó, bây giờ mở nè, mở một đâu, lấy thằng 7 luôn. Đây, nhận được nè. Đó, kinh nghiệm, bạc. Đó, bạc được 700 nè, ghê không? Đó, nhận được và lượng bạc á, đó. Bạc được 700. Ghê thiệt chứ. Đó, 600. Ủa này ai à? Ai nè, ba món gì vậy? Né là con dạ. Đường nghệ giáp, u, ba phở. Được 5 vòng cũng ngon đó chứ. Ghê thiệt. Đó. Tiếp tục. Đó, có kinh nghiệm này nha, có danh vọng nè, đó. Hên xui sẽ mở ra được món hoàng kim môn phái. Tỷ lệ là khoảng 10-20 hộp vậy là được một cái tỷ lệ một cái hoàng kim môn phái ha. Ở đâu có đâu, ta đâu đi học nữa. Ở đây là được danh vọng là 1400 rồi. Chuẩn bị đổi phi phong thôi các bạn.
Bây giờ mình đổi tiếp tới tiết mục gắt nhất hôm nay nè ha. Trưa nắng người ta đi ngủ, mình sẽ đi mua đồ nè. Đúng rồi, mất rồi, đây gương hoàng kim. Hai mươi cái không đủ, 16 cái, 16 cái cũng không đủ, 15 cái. Rồi 15, 30 cái mới đủ nha. Đâu rồi. Hôm nay là mình ăn map cái 30 chìa khóa bạc và 1 chìa khóa vàng ha. Mỗi ngày thì ăn map thì được có nhiêu đó rồi ha. Muốn ăn hơn nó cũng không có cho ăn được đâu. Bây giờ 5 cái nữa. Rồi đếm lại coi đủ 31 cái không. 1 thì để giữ nè. 1 dẹp kim bên bên cái. Một hàng giờ là được 6 món ha. Để kéo xuống dưới cho dễ đếm. Đây 6 nhân 5 ở hiếu một cơ. Chú cha thấy hơi chật chật ha. Bỏ vô đây bớt đi. Thấy nó chật quá trời chật rồi. Rồi bây giờ đây 31 cái đường. Đó. Đứng giữa ba lăng nguyện ăn luôn nè. Sợ gì ai. Chìa khóa bạc trước. Đó, mảnh hoàng kim. Mảnh hoàng kim này hình như bây giờ bán là cũng được khá khá. Mà thôi để mình gom lại mình ép đồ hoàng kim ha. Đó, trời ơi. Cái gì vậy, Nga My. Mình có một con Nga My các bạn ơi. Á đù, á đù. Cái gì vậy, ôi rồi ôi. Ôi, tấn công chí mạng 5% này các bạn. Ô má ơi, oh my god. Ôi, 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 trời, má không tin được vào mắt mình luôn. Trời trời, má tấn công chí mạng cộng thêm 5%. Ôi dồi ôi. Ôi dồi 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 ôi à. Đây đây đây. Úp lên kênh thế giới, đồ cùi. Đồ cùi quá. Cả nhà ơi. Đồ cùi quá cả nhà ơi. Mới có hai gương các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ủa mà mình mở cái đồ. Mở chìa khóa vàng các bạn ơi. Đồ. Ủa mà cũng ngon. Má chìa khóa vàng ra cái này là ngon rồi. Giờ này chắc đánh hết rồi, không có ai thấy đường đâu mà coi. Má ơi. Lời ơi, lời ơi. Má tấn công với mạng 5% rồi cũng phê đó. Sử dụng thiên lý truyền âm. Rồi cái này là được kinh nghiệm các bạn. Lại tiếp tục là kinh nghiệm các bạn. Lại tiếp tục là kinh nghiệm các bạn.
hình như cái hên nó ăn hết rồi hay sao. Tiếp tục nào, gì vậy, mới ra gì vậy? Ấn để nó đi, ấn nội hay ấn ngoại vậy ta? Ấn bảo rương hoàng kim mà ấn đâu mà ấn, tào lao quá. Má mở ra món hoàng kim môn phái cái thấy chóng mặt luôn. Đây, bảo nạp nội công. Oh my god. Đâu rồi, hệ ngõa nội công. Em đi nội công nha các bác. Đây, thiên ấn hệ ngõa nội công cấp 10. Gia tăng công lực bội phần. Sinh lực tối đa 500. Ngõa sát nội công 200 mấy điểm. Tăng 24% sát thương ngũ hạch. Đẳng cấp yêu cầu 120. Ngõa sát nội công nha, 229 điểm. Má, trong khi đó cái cây vũ khí chưa có up luôn. Đây đâu rồi, ngõa sát nội công có 16 điểm. Đậu phộng lượng cái ấn nhét vô liền. Ngon lành. Tiền nào của đó các bác ơi. Gì đây? Thiên ấn bảo hàm, một nội công tiếp. Ok, có dư là được rồi. Ok, gom nhiều cái đầu mai mốt đi ép các bạn. Mai mốt mình sẽ làm một cái video về ép mấy cái này ha. Chắc ăn event hoặc là đi mua thêm. Ngoại công, oh my god. Hồi nãy là có nội công rồi, bây giờ có ngoại công. Ok, được rồi, ngon rồi. Được mảnh nhiều ghê. Cái gì đây, ra. Bây giờ ra một món hoàng kim môn phái nữa coi nè. Ra đi, còn 5 cái nữa. Ra nè, đó. Đậu cái gì vậy? Ra gì vậy? Không thấy gì hết vậy. Ăn được 27 gương rồi ha. 28 rồi. Hai cái rương nữa. Đó. Một cái rương nữa. Rồi, ok, cái này là cũng là rồi ha. Cũng ngon rồi. Má ơi. Trời ơi, Nami nè các bạn ơi. Tấn công chí mạng 5%. Nhức răng quá. Đây, hôm nay vậy là ngon rồi ha. Má ơi. Kiếm cái ấn mà có cái dòng nè coi nè. Hỏa sát nội công ha. 229 điểm. Trong khi cái vũ khí nè, mà nó có hỏa sát nội công 16 điểm. Ôi chứ. Cái video ngắn thôi. Trời ơi, ngon rồi. Chút chuyển qua con Nami, còn cái này đeo lên người cho đẹp nè. Đó, nhìn thấy đẹp liền, quý phái liền, thấy không? Đó. Còn ở đây là được mảnh cặp phong quyền ti tam đoạn cẩm. Cặp phong quyền ti. Gì có ti ti trong này nữa nè. Đó. Đây, được thêm một mảnh. Đây, tì, này mảnh 6, có này mảnh 4. Ma thành, đạo pháp, đạo lý, thiên, mảnh thiên niên hàng, mảnh ma hoàng khê, mảnh lượng ngân bảo đao. Chút, cúc. Ma sát tích. Đây được hai cái nè. Được một mảnh 2, một mảnh 5 và một mảnh 6. Ok, vậy là ngon rồi ha. Đây. Đó. Thiên ấn bảo hạp, ngoại công và nội công và một cái vũ khí hoàng kim có tấn công chí mạng 5%. Và đây một thiên ấn hệ ngõa nội công cấp 10.
Hỏa Sát Nội Công tặng 229 điểm. Có thời hạn là tới ngày 14, vậy là xài được 15 ngày các bạn. Ngon lành. Tao đem tết cái này, mai mốt tao mở tao xài tiếp. Quá ngon các bạn ơi. Rồi các bạn, phải chi mà mình gắn một cái webcam, mình sẽ cho các bạn thấy được cái khuôn mặt của mình. Trời ơi, má nó chàng trời hạnh phúc. Má ơi, tuyệt chứ. Kết thúc video khoe của hôm nay. Đó, rồi đó, thì video sau mình sẽ hướng dẫn úp ngựa hoặc là cộng đồ, hay là mình kiếm đủ mảnh rồi bắt đầu mình ghép cho các bạn ha. Thì mình cũng chưa có làm video ghép. Ăn xong hết rồi chúng ta lại tiếp tục vô tống kim đánh nữa ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký, like, share cũng như là theo dõi cái series Võ Lâm Truyền Kỳ PC của mình ha. Tiếp tục khoe của đến đây là kết thúc. Ôi má nó vui quá các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Má nhắc lại lần nữa. Trời ơi thiệt chứ. Má ép gần chết luôn mới ra cây đao Hỏa Sát Nội Công có 16 điểm. Ăn cây ấn với 229 điểm. Trời ơi. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.